thái. Trong tiếng mõ thanh tao, chuông ngân như đón chào, lời kinh Phật như đóa hoa vạn màu. Sinh nhật Phật Thích Ca, muôn người vui thiên tha, xin cầu nơi Đức Phật lòng vị tha. Xin Ngài ban phước cho nhân loại mau ấm no, hương đài vang tiếng tụng hương khói mờ. Từ khắp bốn phương trời, ai ai đồng cất lời ca mừng ngày Phật đản vui phơi phới. Muôn ánh sáng huy hoàng gieo trên vạn nẻo đàng, từ bi lòng thanh quán theo nhịp đàn. Sinh nhật Phật Thích Ca, muôn người vui thiên tha, xin cầu nơi Đức Phật lòng vị tha. Xin Ngài ban phước cho nhân loại mau ấm no, hương đài vang tiếng tụng hương khói mờ. Chầm đốt khói tỏa bay, trang nghiêm hương nén bày, đứng nơi niệm Phật đài tâm thư thái. Trong tiếng mõ thanh tao, chuông ngân như đón chào, lời kinh Phật như đóa hoa vạn màu. Sinh nhật Phật Thích Ca, muôn người vui thiên tha, xin cầu nơi Đức Phật lòng vị tha. Xin Ngài ban phước cho nhân loại mau ấm no, hương đài vang tiếng tụng hương khói mờ. Nhật Phật Thích Ca, muôn người vui thiên tha, xin cầu nơi Đức Phật lòng vị tha. Xin Ngài ban phước cho nhân loại mau ấm no, hương đài vang tiếng tụng hương khói mờ. Nhật Phật Thích Ca, muôn người vui thiên tha, xin cầu nơi Đức Phật lòng vị tha. Xin Ngài ban phước cho nhân loại mau ấm no, hương đài vang tiếng. Chúng sanh tưng bừng hát ca vui mừng, ngày trần gian ngập trong nắng mới, vầng hào quang đơm hoa đón rằng Thế Tôn ra đời, rồi sáng cho muôn loài thoát vòng của ai triền miên. Thanh quang tiếng nhạc trời gió ngân ngang ngàn lời, dân ta
lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng sanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới vầng hào quang đơm hoa đón giang thế tôn ra đời soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai triền miên thanh thoát tiếng nhạc trời gió ngân nga ngàn lời trần gian ngập trong nắng mới vầng hào quang đơm hoa đón giang thế tôn ra đời soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai triền miên thanh thoát tiếng nhạc trời gió ngân nga ngàn lời tấu khúc lưu vang mừng đang say khát hương từ bi có ánh sáng Phật nhà bóng si mê dần
mắt lại, thả hồn về xứ Nê Ba, nơi thành Ca Tỳ La về. Hơn 2000 năm xưa, tháng về sắc hay trắng tròn, một vị Thế Tôn ra đời đem vui cho toàn chúng sanh. Xin người hãy cùng chúng tôi khép đôi mắt thiền, đưa hồn vào cõi hư không trong giờ phút thiêng liêng này. Tấm đồng ghi ơn đức chúng con quyết theo chân Ngài, nguyện thương chúng sinh giác ngộ nhân gian qua bờ bên kia. Ngào bay về Việt Nam hồi ngộ từ bi, hô vỡ khắp đất trời tỏa hương ngạt ngào, bay về Việt Nam mừng Phật đáng xanh, mừng Phật đáng xanh, mừng Phật đáng xanh, mừng Phật đáng xanh. Năm nay Phật lịch 2560 dương lịch 2016, quý nam nữ Phật tử đang hân hoan đón mừng ngày Phật đản trở về, hòa chung niềm hân hoan của mọi người con Phật trên khắp hành tinh và mọi miền đất nước. Hân hoan mừng đó Phật đản sanh bốn bể năm châu tỏ hướng lành, thôn tên sống dưới vui mở hồi, núi rừng chiếm ngót giữa trời xanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa chư vị khách quý lãnh đạo chính quyền các cấp, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam, phòng nội vụ huyện Mỏ Cày Nam, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bình Thanh Tây, cùng ủy ban ngành đoàn thể chính quyền sở tại. Kính thưa quý vị chư thiền hữu chư thức, quý đại diện tôn giáo bạn, quý đạo tràng Việt Nam tín nữ Phật tử gần xa kính mến, kính thưa liền quý vị, lại một lần nữa hoa sen nở rộ đón mừng ngày đấng giác ngộ còn năng còn trí còn đức ra đời, phát tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sanh và những gì
Văn văn trong xã hội đem lại sự hạnh phúc an vui cho nhân loại. Kỷ niệm ngày đàn sanh của Đức Phật, ngày đệ tử trọng đại và thiêng liêng này để báo Phật ân đức, đồng thời thực hiện lời chí khuyến tối hậu của Phật giác ngộ vì đại sự nhân duyên mà thể hiện để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật đi kiến. Quả thật Đức Phật thể hiện những lối đời không ngoài mục đích nhằm đáp ứng nguyện vọng giải thoát khổ đau cho nhân loại. Ngài đích thân là một con người vì mẫu đời Ngài được kết tinh bởi những chất liệu của con người, là một vị hoàng tử của xứ Ấn Độ thời bấy giờ, nào cung hoàng biển ngọc cung phi mỹ nữ cao nhất ngày đêm, nào là thú nào vinh hoa, nhưng Ngài đã ý thức rằng đó không phải là hạnh phúc đích thực của cuộc đời, mà hạnh phúc đích thực của cuộc đời là thoát ly sanh tử khổ đau, tìm đến đời sống an lạc thanh thản, không tranh chấp không hận thù, sống chan hòa trong niềm cảm thông chân chính, sống trong yêu thương hòa hợp. Từ những lúc đó Ngài đã giả từ là phút trần gian đến vào tiền đạo đến hôm nay, chúng ta có một phát tàng giáo lý vô tận trên lộ trình giác ngộ và giải thoát. Vì vậy giáo lý Phật đạo là một nền tảng giáo lý thôn các hương qua giác ngộ, là một nguồn suối duy diệu cho con người trở về từ tánh thanh tịnh của chính mình, từ đó góp phần xây dựng cho xã hội an vui hạnh phúc. Đó là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm đoàn kết thắm tình đạo vì sắc hương những chùa Phật đản, tay trong tay lòng hướng lòng buổi hạnh ngộ hướng về một phố để thắm lòng sao xuyến tình người tình đất, những nụ cười những cái bắt tay niềm nở nhiều chung Phật thân thương, tất cả đều cho nhau hương đời mãi hương nồng vào cùng tâm cảm của mọi chúng ta đang có mặt hôm nay. Quan Long chứng minh đại lễ Phật đản sáng hôm nay, chúng con cung kính giới thiệu hòa thượng Đạo Hiệu Thích Lệ Linh, Phó Trưởng Ban Vì Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Chúng con cung kính giới thiệu hòa thượng Đạo Hiệu Thích Giác Mạng, Trưởng Ban Kiểm Soát Ban Vì Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban Vì Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam quyền Mỏ Cày Nam, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Về Đức Phó Ban Vì Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Trí Thuận, Phó Thư Ký Ban Vì Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Xuân Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật Học tỉnh Bến Tre. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Nhật Hòa, Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Minh Hải, Phó Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Thành Phố. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Minh Thông, Phó Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc. Chúng con cung kính giới thiệu Ni Trưởng Tự Như Dân, Phó Ban Đặc Trách Ni Giới tỉnh Bến Tre. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Về Nghiêm, Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc. Về phía lãnh đạo chính quyền các cấp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Kim Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam. Chúng tôi trân trọng giới thiệu các ông bà đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành của huyện, đại biểu xã Bình Minh Tây. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Rế, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh Thanh Tây. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Mai Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh Thanh Tây. Chúng tôi trân trọng
ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bình Khánh Tây, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Bình, phó trưởng phòng nội vụ huyện Mỏ Cày Nam. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông bà đại diện lãnh đạo các ban ngành xã Bình Khánh Tây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Và đạo tràng Phật tử đến từ các chùa tỉnh xá, tỉnh xá điều Phật đường tăng và ngoài nguyện về tham dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2560. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Chứng Minh, trước tiên vào chương trình lễ chính thức tiên lễ, chúng tôi kính cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, chúng tôi thân mời chư vị lãnh đạo chính quyền các cấp cùng toàn thể đạo tràng Phật tử, chúng ta khởi thân đứng lên chắp tay niệm Phật cầu gia trì. Đang nằm trong quê hương đất mẹ này,
Với niềm tin vào Phật
phát tâm, có người sẽ vượt qua mọi hoàn cảnh để đạt được hạnh phúc an lạc. Kính mời quý vị các bạn, một lần nữa chúng ta khẳng định niềm tin bất động đối với Tam Bảo như trong kinh Tương Ưng Năm Đức Phật đã dạy. Ở đây thầy các tỳ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu niềm tin bất động đối với Phật, vị ấy thành tựu niềm tin bất động đối với Pháp, vị ấy thành tựu niềm tin bất động đối với Tăng, vị ấy thành tựu niềm tin đối với các Phật thánh thái chính. Niềm tin ấy giống như viên ngọc làm trong nước vẫn đục đẩy sạch tiền nào và cấu quế ra tâm thức của mỗi con người, giống như phạm ngọc tinh luyện nước của phương hoàng hoàng vũ ném xuống nước khiến cho các Phật rắn đất phù sa tạo sông và bùn do lá lần xuống đáy sông và biển nước trở nên trong trẻo trong suốt nhìn thấy thật đáy. Chính vì thế khi đức tin xuất hiện, mọi trở ngại bị loại bỏ, tha hóa lắng đọng xuống, tu luyện trả lại yên tĩnh cho tâm hồn. Tâm được tinh luyện tạo được một gia đình bậc thánh luôn luôn tựa như bố thí giữ gìn giới luật, thực hiện những nhiệm vụ Bồ Tát và khởi sự tiến tu trở thành tham thiền. Chính vì vậy mà thái trạng thái của đức tin được biết đến như một chất tẩy quế đưa đến sự trong sáng của tâm trong chú giải bộ pháp hữu. Và cũng với tinh thần niềm tin trong kinh Quan Nghiêm Đức Phật đã dạy, tin là gốc của đạo, là mẹ đẻ sanh ra các công đức. À vậy với niềm tin trong sáng tích cực, chánh tính và động lực thiết yếu thiết lệ phát huy điều tốt nơi con người, đưa đến sáng lập phát huy trí tuệ để dẫn đến hạnh phúc cho mình, cho người và cho cả nhân loại. Thành tựu mà 35 năm qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được, tiếp nối truyền thống hàng nghìn năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, cũng chính là sự đặt trọn niềm tin của các cấp giáo hội, các sư môn hệ phái, tăng ni Phật tử và ngôi Tam Bảo vào ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi cũng tin được rằng tăng ni Phật tử Việt Nam không ngừng tinh tấn tu tập, trao dồi giá trị tuệ, gìn giữ truyền thống pháp môn tu tập tinh hoa của Phật giáo Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu chứng nghiệm tâm linh của xã hội, đặc biệt trên nền đạo Phật trong thời đại mới. Giới tinh thần nhập thế nhân một Phật đàn Phật lịch 2560 dương lịch 2016, tôi đặc biệt mong muốn toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam với tâm nguyện và trách nhiệm tri ân của những người con Phật, mỗi người bằng những hành động thiết thực hãy bảo vệ môi trường bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu đang đe dọa đời sống của chính chúng ta, thực hành lời dạy của Đức Phật trong kinh A Hàm phẩm kinh Lâm tùy theo nhau vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ rằng ta nếu vào khu rừng này ở chưa có chính niệm sẽ được chính niệm, tâm chưa định sẽ được định, nếu chưa giải thoát sẽ được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được diệt tận sẽ được diệt tận, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc niết bàn. Này các thầy tỳ kheo, phải bảo vệ môi trường tự nhiên trong sạch, hãy cùng nhau làm cho môi trường xung quanh chúng ta xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Nguyện cầu ánh sáng từ bi trí tuệ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni soi sáng khắp muôn nơi trên trái đất, thua tan những nỗi sợ hãi của khủng bố rình rập, của chiến tranh đe dọa, của thiên tai do biến đổi khí hậu tàn phá, làm cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Kính chúc quý vị một mùa Phật đản trọn vẹn niềm quan trị vô biên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đến trong thời của mặt trời đào đều hết rất mạnh liên tục sống ngô tương tập diệu văn đại lễ Phật đản có hội đại đại sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con kính dân tỉnh Hà Thượng Thank you.
định trở nên con người và tập hoàn tầng như tâm và biết bao nhiêu người tiền thân đại sứ đại đứa ra kết nối cho rằng họ quốc an dân quả thật nhân đức tập đại đại các đệ tử trong kinh đại thừa bản thân tâm địa phán hiện nay tử ơn của thế gian và sức thế gian có cúng được một là ơn cha mẹ, hai là ơn tăng lão, ba là ơn quốc nhân, bốn là ơn chúng sinh. Ơn quốc nhân chỉ là chủ một khi quốc gia đã kết nối là người có đủ phúc đức công đức dự ấy là người có phước đức công đức hơn mắt hải phúc đức của chúng sinh dự ấy là đại thánh nhân người chánh pháp giáo pháp chính quyết tâm trong đức phước vì thiên nhân thánh nhân ấy phát được tình nguyện đó và người quốc gia chúng sinh cũng là nguyện cho mặt trời soi sáng thế gian sống đau rồi quân các thiên hạ đem lại tự nhiên cho nhân dân nếu bất nào đem cái pháp giáo hóa tám sự khổ quốc kẻ không tâm và tâm mắt đó là tự thân nhựa của nước ngoài phản biệt tâm mối ác nghĩa tập bệnh tất trai vô hạn nhân dân tiến đoán vô ngôn cánh nhục cái thần vô ngôn quân ác thần nghiệp tập nghiệp lực và tâm tố từ lạ xuất hiện vì đại thánh văn tâm mối thật sự quan người hay nhân văn một tâm ủng hộ mọi nhà gian tâm lập trong mùa Phật giảng hôm nay chúng ta tin tưởng và chào mừng thế hệ lãnh đạo mới của đất nước sẽ tiếp tục có niềm động lực tạo cho đất nước Việt Nam dân tộc Việt Nam nhanh phát triển ổn định và những thịnh vượng trong sở tiền quốc tế. Thưa quý vị, chính là đảng của trung ương tăng nguyên phật tử người tiên các ban những trung ương tăng tịnh tự giáo hội giáo người tiên xuất sắc tích cực trong công tác phật sự ích đạo đời đời là năm bản đề nỗ lực hoàn thành tốt được trong công tác phật sự lợi đời chương trình phật sự của đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ sáu tiến tới đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ bảy vào năm 2017, ban trị sự giáo hội Phật giáo các quận huyện thị xã thành phố được thuộc trung tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 để chuẩn bị tối đa công tác tổ chức đại hội Phật giáo các tỉnh thành phố là một bước đổi mới trong cải cách nhân hành gắn xã hội trong công tiến thân quan tiến mừng ngày Phật đản đản sinh tôi cũng mong muốn các cấp giáo hội các cấp địa phương sẽ có nhiều hoạt động Phật sự sáng tạo trong công tiến thân quan
tính lòng hàng Phật cả sinh sôi đủ non muốn chắc chắc theo hộ chắc chắc kìa tôi sẽ xuất nguồn và cảnh Phật tử sáng tạo thiết thực cho chào mừng kỷ niệm 35 ngày thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam chờ hưởng ứng lời hiệu triệu trong thông điệp của Đức Pháp chủ giáo hội giáo Việt Nam tầm những kế hoạch và hành động cụ thể tích cực tham gia chương trình đã ký kết với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong việc bảo vệ môi trường, vì ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xây dựng thế giới hòa bình tĩnh lặng cho hàng tinh chúng ta, khí hậu góp phần nên khí hậu góp phần xây dựng thế giới hòa bình tĩnh lặng cho hàng tinh chúng ta. Nhân ngày giảng kinh của chánh từ của Thích Ca Mâu Ni, kính chúc quý vị một mùa Phật đản vô lượng các cơ thành tựu viên mãn các Phật tử cũng như thế tử trong hào quang gia hộ của chư Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn thân mến, nhân hậu bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin thành kính tri ân và đảnh lễ thăm ân vô lượng thường. Nhân hậu bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật, để nói lên ý nghĩa của ngày đại lễ Phật đản trọng đại này, ban tổ chức chúng con kính cung thỉnh đại đức Thích Xuyên Tâm, trưởng ban Hoằng Pháp, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện Mỏ Cày Nam, lên mục xứng ngôn tuyên đọc ý nghĩa của ngày Phật đản Phật lịch 2560. Chúng con kính cung thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng Lễ Linh, quý vị hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, và chư tùng tòa đại đức tăng chư tôn thích ni, giáo hội Phật giáo Việt Nam quyền Hòa Cài Nam cùng các quyền lân cận, kính thưa thường vụ quyền ủy chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam quyền Hòa Cài Nam, cùng kính thưa quý đại biểu lãnh đạo đảng chính quyền mặt trận các ban hệ các cấp, cùng kính thưa toàn người Phật tử cùng các quý, được sự phân công của ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng đọc toàn văn ý nghĩa lễ Phật đản Phật lịch 2560 của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Toàn văn như sau: ý nghĩa lễ Phật đản Phật lịch 2560. Chủ đề vô ngã hòa hợp là nền tảng sinh minh giáo hội. Sự kiện Đức Phật đản sinh thành tựu đạo quả và trở thành đấng giác ngộ toàn giác là một dấu son lớn trong lịch sử nhân loại. Sự xuất hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là diễm phúc lớn lao cho xã hội loài người. Ngài là sự kết tinh của muôn ngàn hương hoa từ bi và trí dũng. Ngài là hiện thân của chân lý giải thoát, là điều lành cho tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, hay nói cách khác là vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì tương tượng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và mọi người. Trung bộ kinh và kinh số 4. Trong tập kinh Phật sự thuộc tiểu bộ kinh có ghi: theo thông lệ của chư Phật, chư Bồ Tát khi đản sinh phải quan sát năm điều kiện. Một, thời kỳ tuổi thọ chúng sinh thời này không kém 100 tuổi, do đó ngài xuất hiện ở đời này và tồn tại đến 80 tuổi rồi vào niết bàn. Hai, quốc độ ngài chọn trong Ấn Độ, ở đó có nhiều sự bất đồng về giai cấp
nghèo khổ, bệnh hoạn luôn là mối đe dọa của người. Nhờ thế loài người dễ hướng thiện, tai trầm rỗi. Ngài chỗ hoàng tầm sẽ ghi ra vì dạng thần trong dòng dõi cao quý thì việc quần tháp sẽ kế lý thế cơ, do đó sẽ có kết quả tốt. Bốn, chồng là người đang sống là và tồn tại ở bốn châu thiên hà, ngài chọn năm thiền phụ châu vì nơi này và dễ dàng lĩnh hội giáo lý tu hành để thành phụ đạo quả. Năm, cha mẹ Đức Phật là thầy của tăng thiên giới nên ngài phải chọn người có đại nguyện đại duyên với ngài trong vô lượng kiếp. Vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, hai vị này đã từng là cha mẹ của ngài trong nhiều ngàn kiếp nên ngài chọn hai vị này làm nguyện hộ. Từ khi Bồ Tát Phổ Minh thì gọi Ta Bà đến thành tựu đạo quả Phật và nhập niết bàn trải qua 26 thế kỷ. Xuyên suốt thời gian ấy, con người đã diễn phúc thọ nhận hồng ân tam bảo và ngôi báo Phật Pháp Tăng, không chỉ là niềm tin chỗ dựa vững chắc mang những ý nghĩa thiêng liêng thiết thực đối với tăng ni Phật tử mà còn ảnh hưởng tích cực tác động sâu sắc đến đời sống của nhân loại. Kỷ niệm ngày Phật đản sinh Phật lịch 2560 còn mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt bởi quà thân niệm hỷ lạc vô biên của ngày cảnh đại. Đó là niềm hân hoan phấn khởi của những thành tựu và sự phát triển bền vững của giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt chặng đường 35 năm ngày thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam trên tinh thần đoàn kết hòa hợp. Sự kiện thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 là một bước ngoặt lớn trong trang sử vàng son của Phật giáo nước nhà. Sự thành tựu đầu tiên đó là thống nhất được các hệ phái, hình thành năm giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và trong 35 năm qua, Phật giáo đã từng bước ổn định, phát triển và hòa nhập cùng khắp Nam Châu với tinh thần đoàn kết và hình thành đến một giáo hội hòa hợp, ổn định và phát triển. Điều này đã được Đức Phật đề cập trong Đại Bát Niết Bàn. Này các tỳ kheo, khi nào các chúng tỳ kheo tụ tập trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được thường tịnh không bị suy giảm. Thời Đức Phật tại thế, tư tưởng đoàn kết đã được ngài đặc biệt quan tâm, ngài luôn nhắc nhở chư tăng phải luôn đoàn kết trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong mọi thực sự. Đoàn kết chính là cơ sở để tinh thần hòa hợp thật tình của chư tăng ngày càng thăng hoa và lan tỏa. Từ khi thành tù đạo quả, để chấp hành được mức truyền, Đức Phật đã thành lập năm tăng đoàn. Chính những vị đệ tử của ngài đã đem lại một giá trị đạo đức cao quý cho cuộc sống tâm linh nhân loại. Ngoài ý tưởng giải thoát chỉ dạy cho hàng đệ tử tu tập với xã hội, ngài luôn hướng đến một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Bài Phật có nói chuyện không chỉ vì mục đích ngăn ngừa cuộc sát lăng mà còn vì sự hướng thịnh của một xứ sở, trong đó mọi người được sống hạnh phúc và hòa bình. Tất cả mọi quốc gia đều có thể áp dụng bài phương pháp ấy để được vững mạnh. Trong Đường Bộ Kinh, Đức Phật đã nêu lên bảy yếu tố đó như sau. Một, trường thường hợp hội nhau và giải quyết vấn đề chung của quốc gia. Hai, đồng kết hòa thuận với nhau. Ba, thi hành đúng theo pháp luật chế định. Bốn, tôn kính vật trường thường. Năm, tôn trọng hàng phụ nữ. Sáu, bảo tồn các đền thờ trong xứ. Bảy, sùng bái các tiền nhân. Giới phương châm ấy lấy lý huệ làm sự nghiệp và chính nhờ vào ngọn đuốc trí tuệ của chánh pháp mà hàng chữ tín của Đức Phật muốn lấy làm hành trang trên con đường hoằng pháp độ sinh, sống với tinh thần vô ngã và vị tha, tiếp thu nhân dân nhân loại theo khuynh hướng hội nhập phát triển có sự chất lọc. Cốt lõi này thường được các nhà văn truyền giáo pháp thể nghiệm gọi là tùy duyên nhưng bất biến, để giúp cho Phật giáo tồn tại và phát triển hơn 2000 năm qua cho đến ngày nay. Phật giáo vẫn tiếp tục là kim chỉ nam hướng mọi người sống hòa bình, an vui, hạnh phúc để tưởng nhớ một cách tốt đẹp nhất về đức bản sư của chúng ta. Nhân ngày lễ Phật đản năm nay, mỗi người con Phật phải luôn ý thức sống theo nếp sống chan hòa của đạo đức Phật giáo như tinh thần kinh Pháp Cú mà Đức Phật đã dạy. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác sẽ chói sáng đời này như căn thoát mây che, kinh Pháp Cú số 173. Hôm nay chúng ta rất mừng ngày lễ Phật đản Phật lịch 2560 trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều mâu thuẫn,
Các vụ xung đột sắc tộc và tôn giáo là nguyên nhân dẫn đến những vụ khủng bố đẫm máu gây chết chóc tan thương. Theo lời người dân vô tội, mặt khác biến đổi khí hậu từng ngày đang đe dọa tính mạng hàng tỷ người trên hành tinh, trong đó đất nước Việt Nam của chúng ta đang phải gánh chịu một phần hậu quả nghiêm trọng. Xu hướng của toàn cầu, tình hình an ninh khu vực trên Biển Đông, thực trạng này đã tác động ảnh hưởng đến đời sống xã hội và an ninh đất nước, với truyền thống yêu nước, tổ quốc an dân, đồng làm sắc son với dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc sự tình duy của Phật giáo liên quan mật thiết đến sự tồn vong của dân tộc. Do đó, là người con Phật, chúng ta phải sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, lấy ý tưởng vô ngã và tinh thần hòa hợp làm nòng cốt cho mọi hoạt động Phật sự, đồng lòng chung sức góp phần cho sự nghiệp phát triển phồn vinh của đạo pháp và dân tộc. Để lễ kỷ niệm Phật đản Phật lịch 2560 là để mọi người con Phật tưởng nhớ về ngày Phật khai đạo, chỉ đạo và dẫn đạo của Phật thầy hoàn thiện của chư thiên và loài người, để mọi chúng sinh luôn hướng về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, xây dựng một xã hội hòa bình, hạnh phúc, an lạc, đúng như thành nguyện lúc cảm sinh của ngài, khai thị chúng sinh ngộ gặp Phật tri kiến, để nhân loại trở về cho bản thể Phật tích chân như, để khắp nhân gian đều an bình hòa hợp trong chánh pháp. Ý nghĩa cao cả này là đỏ hoa trực tiếp dâng lên cúng dường ngày cảm sinh của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin phái bạch chư tôn Đức Tăng Ni kính thưa quý đại biểu, đó là toàn văn nội dung ý nghĩa lễ Phật đản Phật lịch 2560 của Ban Quản Phạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi dừng trình bày. Trước trước lời chúng con kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn và thượng tòa đại đức tăng chư tôn thích ni được phát thệ kính an chúng sinh dị đồ. Kính chúc tất cả quý đại biểu, lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể luôn dồi dào sức khỏe, thành tựu trong sự nghiệp, và cuối cùng kính chúc toàn thể hội trung chúng được vô lượng an lạc, vô lượng thiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính thưa quý chư tôn giáo phẩm, kính thưa ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, ban trị sự Phật giáo các huyện thành phố Mỏ Cày Bắc, kính thưa ban trị sự Phật giáo huyện Mỏ Cày Nam, kính thưa chư tôn đức hòa thượng, chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni Phật tử trong huyện, kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Đảm, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy thị trấn, người con hiến thành của quê hương Bình Chánh Tây, kính thưa quý vị đại biểu, lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc xã Bình Chánh Tây, với niềm hân hoan của chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử quyền nhà đón mừng ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hôm nay tôi rất phấn khởi và vui mừng được đến dự buổi lễ Phật đản Phật lịch 2560 do ban trị sự Phật giáo huyện tổ chức tại chùa Hòa Linh xã Bình Chánh Tây, trong khung cảnh trang nghiêm tầm ấm của những người con Phật đang hướng về ngày đản sinh của Đức Từ Phụ với niềm kính tin và an lạc. Thay mặt cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, tôi trân trọng kính gửi đến quý chư tôn hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, quý vị đại đức tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử hiện diện lời chào nồng nhiệt và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, đại lễ Phật đản là cầu nối tâm linh và tạo niềm tin vào các giá trị tốt đẹp của Phật giáo, góp phần mang lại đời sống xã hội các giá trị hòa bình, an lạc, hữu nghị, đồng thời kêu gọi ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo. Chủ đề sự đóng góp của Phật giáo về việc xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh phù hợp với mục tiêu cao cả mà toàn đảng toàn dân ta đang phấn đấu, đó là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên hết là vì lợi ích của tổ quốc và của nhân dân, trong đó có đồng bào tăng ni Phật tử trên quê hương Mỏ Cày Nam chúng ta. Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đưa đất nước chúng ta vượt qua nhiều thử thách và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế luôn được phát triển từng năm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Vì thế Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định
quan hệ đối ngoại được mở rộng. Riêng huyện Mỏ Cày Nam trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, kinh tế văn hóa xã hội huyện nhà tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thu nhập từ lương đầu người tăng, kinh tế huyện nhà vẫn giữ được mức tăng trưởng khá. Đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn đã phát triển vượt bậc. Từ phong trào nhà nước nhân dân cùng làm, bộ mặt nông thôn có bước khởi sắc hơn. Có được những thành tựu trên, ngoài việc phấn đấu nỗ lực của toàn đảng toàn dân, còn có sự đóng góp rất lớn của tăng ni Phật tử huyện nhà. Trong thời gian qua, chúng tôi rất vui mừng nhận thấy phần lớn tăng ni Phật tử đồng tâm hiệp lực, một lòng xây dựng giáo hội đoàn kết Phật giáo đồng dương Phật pháp, xây dựng tổ chức ban trị sự Phật giáo huyện Mỏ Cày Nam ngày càng vững mạnh. Hoạt động Phật sự của ban trị sự hướng theo chủ đề xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam, đó là sự đóng góp của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Vì hiện nay nhân dân cả nước, trong đó có nhân dân Mỏ Cày Nam và đồng bào theo đạo, đều mong muốn một cuộc sống yên ổn để lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định và phát triển cuộc sống, an tâm tu hành, xây dựng cõi cực lạc, cõi cực lạc trên thế gian thực tại, góp phần xây dựng quê hương đất nước phồn vinh. Ngoài ra, hoạt động Phật sự đã tiếp tục phát huy truyền thống hộ tống an dân của Phật giáo Việt Nam, đã thể hiện vai trò Phật giáo gắn bó với dân tộc, phụng sự tổ quốc. Hoạt động Phật sự huyện nhà đã làm được nhiều việc ích đời lợi đạo, thể hiện tinh thần từ bi bác ái, vị tha cứu khổ độ sinh. Ngoài việc hành trình giới lực Phật, sống theo nếp sống luật hòa cộng độ, thực hiện nghiêm hiến chương của giáo hội, tăng ni Phật tử còn là những công dân tốt của đất nước, mọi suy nghĩ việc làm điều gì quốc thới dân an, tham gia tích cực xây dựng đời sống văn hóa đạo đức lành mạnh. Tăng ni Phật tử đã tham gia rất có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn hoạn nạn thiên tai nhân dân. Đây là những việc làm đầy ý nghĩa thiết thực, thể hiện Phật giáo huyện nhà luôn gắn bó đạo với đời, đồng hành cùng dân tộc, giúp chúng sinh xóa đi tham sân si để hướng về chân thiện mỹ. Thay mặt lãnh đạo huyện nhà, chúng tôi xin ghi nhận và đánh giá rất cao những kết quả hoạt động Phật sự trong thời gian qua, cũng như ghi nhận sâu sắc những tình cảm mà nhân dân huyện nhà đã đồng tâm hiệp lực cùng với chính quyền xây dựng nên những giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa của quê hương đồng khởi thân yêu. Riêng cá nhân tôi rất tự hào được sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại mảnh đất truyền thống văn hóa này, trong đó có văn hóa Phật giáo. Trong thâm tâm tôi luôn trọng ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã chắc chiêu dung bồi quê hương ngày càng thêm khởi sắc. Do vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ những hoạt động của ban trị sự, những đóng góp quý báu của tăng ni Phật tử, góp phần làm nên những trang sử dễ dàng của nhân dân huyện nhà qua các thời kỳ, đặc biệt là thời kỳ đổi mới. Kính thưa quý vị, Đảng và Nhà nước ta trước sau như một luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, đảm bảo mọi sinh hoạt đúng pháp luật, đồng thời chăm lo phát triển kinh tế để càng nâng cao đời sống cho nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào các chức sắc tôn giáo, trong đó có tăng ni Phật tử, thực hiện tốt ước nguyện tu hành chân chính của mình và làm tròn nghĩa vụ công dân đối với tổ quốc. Phật đản là ngày đại lễ quan trọng thiêng liêng nhất của Phật giáo, của tất cả những người con Phật trên hành tinh này. Bất kỳ ai cũng không được có hành vi hoặc những hoạt động trái ngược lời dạy của Đức Phật, trái với lợi ích quốc gia dân tộc, trái với phương châm hành đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, tôi kêu gọi tăng ni Phật tử chúng ta hãy vì lợi lạc quần sanh, vì Phật pháp bất ly thế gian pháp như lời Phật dạy. Ta làm mặt ở thế gian này để đổi đối trị với cái xấu, cái ác, lộ trừ cái khổ sanh tử, khiến mọi người được đầy phước đức, đạt tới sự an ổn vô duyên, mà tổ chức nhiều hoạt động ích nước lợi dân, góp phần tích cực đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục đổi mới, ổn định và phát triển toàn diện cả về vật chất, kinh tế, văn hóa, tinh thần.
sự nghiệp và trách nhiệm đó thuộc về toàn dân ta trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nguồn sức mạnh của mọi lực lượng dân tộc, duy trì phát triển các thành quả và thuận lợi cơ bản, khắc phục những nguy cơ trong điều kiện mới. Đạo Phật khẳng định Phật pháp không tách rời thế gian pháp, và đầu nội phải đáp ứng bốn công ơn trọng đại, trong đó ơn tổ quốc, ơn đồng bào, như Bác Hồ đã kêu gọi tăng ni Phật tử hãy tinh tiến tu hành, phục vụ chúng sinh, phụng sự tổ quốc, bảo vệ hòa bình và góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hòa cùng niềm hân hoan của chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử đón mừng ngày Phật sản sinh của Đức Phật. Thay mặt ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt, tôi xin kính chúc quý chư tôn hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, quý đại đức tăng ni và đồng bào Phật tử nguyện nhà một mùa Phật đản, phước trí nhị nghiêm, đạo tâm thắng tánh, thân tâm thường lạc. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Nhân dịp lễ Phật, lễ đản sinh của Đức Phật Thích Ca, đồng bào cả nước đều cố gắng thực hiện lời Phật dạy, lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha, tức là đem lại lợi ích và vui sướng cho mọi người, quên mình vì người khác. Thay mặt cho lãnh đạo huyện nhà, chúng tôi kính chúc quý hòa thượng, thượng tọa đại đức, ni trưởng, ni sư và toàn thể Phật tử trong huyện tu hành tinh tấn để phục vụ chúng sinh, phụng sự tổ quốc. Chúc quý vị mùa Phật đản quan hỷ, chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc, vô lượng an lạc. Xin chân thành cảm ơn, xin chân thành kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ban tổ chức chúng tôi xin ghi nhận lời phát biểu của ông trong mùa Phật đản Phật lịch 2560 này. Và xin toàn thể đạo tràng nhiệt liệt cho đàn pháo tay nồng nhiệt để tri ân ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình là phần cảm tạ. Cô ban tổ chức chúng tôi kính cung thỉnh đại đức Thích Đại Nhật Thọ tiến về một sư ngôn để phát biểu cảm tạ trong buổi lễ sáng hôm nay. Cung thỉnh đại đức. Cảm tạ của ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn giáo phẩm, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam và các huyện bạn trong tỉnh Bến Tre. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa đại biểu lãnh đạo đảng, chính quyền, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban tôn giáo, ủy ban Phật giáo tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể các cấp, kính thưa quý đại biểu, quý khách, quý báo đài và toàn thể tham dự, Phật tử thân mến, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý điện vị, hôm nay chúng đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh cờ hoa rực rỡ, hoành tráng long trọng của ngài đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 dương lịch 2016 của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam được tổ chức tại chùa Bài Linh, xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Ngài và những người có Phật Việt Nam cũng như khắp thế giới hôm qua kính đón mừng chỉ thiệt ngài Khánh Đản lần thứ 2640 Phật lịch 2860 của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chân Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay đức chúng đồng tu. Đáp lại lời thỉnh mời của ban tổ chức chư vô đức tăng ni, đáp lại sao Phật sự đa đo, nhất là các mùa Phật đản công hoàn ngại tuổi cao sức yếu, đường xá xa xôi, xin chúc thời gian quý báu và quan tâm tham dự kính cung buổi lễ. Ban tổ chức vô cùng biết ơn và cảm kích, kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thị kinh an, chúng sanh dị độ và mạng như thường, vô lượng an lạc. Phật tử biết rằng quý ngài là cây đài họ che chở nhiều giác hạt Phật tử chúng con trên con đường tu học đạo giác ngộ giải thoát. Ban tổ chức chúng tôi rất vui mừng hân hạnh được đón tiếp quý đại biểu lãnh đạo đảng, chính quyền, ủy ban nhân dân, ủy ban tôn giáo, ủy ban đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ban ngành đoàn thể, chư vị khách quý đã dành chút thời gian quý báu đón tham dự buổi lễ với phần rất trọng. Đó cũng là niềm vinh hạnh, kính lễ lớn lao của ban tổ chức. Kính chúc quý đại biểu vô lượng
được sung sức khỏe dồi dào, ăn các hạnh phúc luôn hoàn thành chính xác mọi nhiệm vụ, có hầu phục vụ cho quê hương tổ quốc ngày càng phát triển giàu mạnh. Lại một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi chân thành tri ân các ban nội dung, ban trang trí, ban trang trọ, ban văn hóa, ban âm thanh, quý Phật tử đã nhiệt tình phục vụ tất cả trong mấy ngày qua. Nguyện cầu lòng tâm tam bảo cho hộ cho quý vị và gia đình được nhiều sức khỏe, tinh tâm kiên cố, Phật sự biến thành chiến tường dưỡng ý, luôn sống an lành hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Kinh bạc với tôn đức chúng tôi liệt quý vị suốt mấy ngày làm việc thật trương tích cực, đang tổ chức các thân hạnh được lắng nghe đạo từ của hòa thượng và ý kiến phát biểu của đại diện đảng chính quyền, ban tổ chức xin tiếp thu và ghi nhận để thực hiện và tin hứa phát huy trí huệ trí tuệ nhà phục vụ đạo pháp dân tộc, những thiếu sót góp phần chứng minh đạo Phật và đất nước ngày càng tốt đẹp. Trong quá trình tổ chức buổi lễ, ban tổ chức hết sức cố gắng nhưng không tham các hội những điều sơ sức, kính mong như tôn đức quý niệm nhị niệm tình quan nghị. Và đây buổi lễ đã tập thành viên mãn, xin thay mặt ban tổ chức kính chúc tôn tôn đức quý niệm nhị vô lượng căn đàn vô lượng kiết tường trân trọng tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu, lãnh đạo chính quyền các cấp cùng toàn thể chư đại quý vị và nghi thức sống mừng đại lễ Phật đản mừng lịch 2560. Hôm nay đến đây đã tập phần viên mãn. Tiếp theo chương trình là phần nghi lễ tôn giáo. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Đệ Linh, hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Bản, hòa thượng tòa đạo hiệu Thích Minh Hải, thượng tòa đạo hiệu Thích Trí Viên, thượng tòa đạo hiệu Thích Minh Phong, đại đức Thích Sương Tâm, đại đức Thích Trí Thượng cùng chư vị lãnh đạo chính quyền các cấp tiến quang lâm về lễ đài để niêm hương tưởng niệm nhân ngày Phật đản sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tham nhân cho ta ngàn ơn hạnh đệ đệ
trả lời trăm dây miền não kia trước công thần nay nhờ Phật tổ nhân dân vũ lòng lân mạnh tông nở tranh linh yêu vương nhận thiên lưng hồi thêm dài tâm tối nuốt về gạn trôi nguyện tu muôn loài ai pháp dùng phương tiện ta bà thị hiện a thế chốn thọ sanh thánh ma gia mộng ứng điềm lành vua tịnh vạn quốc sanh con tạo 32 cương cao 30 19 tuổi xuân lòng từ ái cực trần ai khi tinh trần quá mạnh ngay vàng nguyên cánh hà tìm lối xuất gia ngày 6 năm khổ hạnh trần nhà phải thân nghiêm tinh thiền tỏa ngay chân rành áo quả hàng phụng ma minh ta cõi đều dạy tiếng quan minh muôn dọn phải nhờ ân tế độ chúng con nguyện đức tổ bỏ dục tình hoan tôi học đòi đức tánh quan minh với danh phật tổ chân thành từ bi hộ tấn sinh tâm đức tổ tâm hạnh thiên năng vô giai hội hương văn thổ nguyện phát chất quan vật xa nguyện siêu tham chư từ nguyện an nguyện tâm khi về chân minh liệu hóa phổ nguyện tội chương tất kêu trừ thế thế thượng hành bồ tát đạo nguyện sanh thi quân tịnh độ chung cổ bản liên hoa phi phụ mẫu hoa cây kiên Phật tôi Bồ Tát di vạn lực ngàn kiện thử công đức cầu lưu nhất thiên hạ đẳng cực chúng giai trọng thành Phật Đà Nam Mô A Di Đà Phật phục nguyện nước nhà giàu mạnh đạo pháp mở mang ánh từ quang rọi khắp thế gian chúng vừa phát được nhìn tâm thiên hạ khuyên bốn đạo các tu cho khác trên tâm thừa khổ khóa chúng sanh chúc đàn na mối duyệt điều lành tu tập thiện cầu hòa bình trong xã hội tam đồ chiêu rối lục đạo thảnh thơi tất cả nơi nơi giai cộng thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật tự Phật ha đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng a tâm tự ma ca đưa nguyện chúng sanh tâm nhạc kinh tạng kinh huệ như hải tự Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, Chư cùng toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, thì theo sự yêu cầu của ni sư trụ trì Diệu Hòa Linh, xin Chư Tôn Thiền Đức chứng minh và phát những phần quà cho các em học sinh một sáng hôm nay. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng trưởng ban tổ chức đến phía trước lễ đài để trao tặng những phần quà cho các em như thân mời ông Lê Kim Hùng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể bà con cô bác ở tại địa phương, tháng tôn đúng hơn cũng là ngày tổ chức đại lễ Phật đản của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Truyền giáo Việt Nam. Nhân sự thực sự có gia đình của nhà hàng họ họ cũng là ngày kỳ cục của số Phật tử Đức Tổ. Từ chỗ đó gia đình của nhà hàng họ có phát tâm cúng dường người cung chư Phật và thiền từ chư tôn đức tăng, cũng như hỗ trợ cho bà con ở tại vùng đảo Việt Nam, nhất là xã Bình Phước Tây, gần 500 phần quà và 100 phần quà cho các học sinh trị giá là 80 triệu đồng. Đây là một món quà tuy rằng nó đơn sơ nhưng đầy đủ ý nghĩa vào mùa đại lễ Phật đản. Thông tin của những tâm hồn được chỉ tiêu tật nay chúng ta bị ảnh hưởng ai đi đâu với tôi và rất nhất là 13 phần tầm sông Cửu Long. Chính vì vậy lá hàng này đã rất kịp thời đến dùng sau dùng xe nhất là vùng bà con còn gặp rất nhiều khó khăn, thường nhất là trận nước đen là sông Đại Hồng. Chúng tôi tin rằng với một món quà đầy đủ ý nghĩa ấy thì bà con của chúng ta sẽ trải qua những cuộc sống những tháng ngày khó khăn, nhất là hàng nắng kéo dài. Và thứ hai về hàng nắng đã chuẩn bị đi qua, nhất là buổi sáng nay đón mừng ngày lễ Phật đản, chúng ta đã bắt được một cơn mưa vàng vào đầu mùa mưa. Chúng tôi tin tưởng rằng với đầu mùa mưa, bà con sẽ đạt được những thành công trong phát triển nông nghiệp. Cuối lời chúng tôi xin thay mặt cho chùa Đạo Linh xin ghi nhận công đức của gia đình Phật tử của nhà hàng họ Thọ đã phát tâm thiện cúng dường tại lễ Phật đản, cũng như ủng hộ 500 phần quà cho bà con nghèo và 100 phần quà cho học sinh hiếu học. Chúng tôi cũng xin kính chúc bà con một mùa Phật đản thân tâm thường an lạc, bồ đề luôn kiên cố và những thành tựu vững vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you.